kế cũng rất là đẹp cô chú, có nhà hàng, hồ bơi. Cái ở bãi biển này ở phía dưới mình tắm được không? Đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều nè thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Và buổi chiều hôm nay thì em sẽ quay một khu resort có địa chỉ nằm trên đường Trần Hưng Đạo 60 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, theo lời yêu cầu của một cô ở Canada. Cô chú, gia đình cô thì muốn ở khu resort Xuân Việt này, và em sẽ quay gửi đến cho gia đình cô. Sau video này thì em cũng gửi đến cho cô chú chị các bạn trong và ngoài nước cùng xem với em luôn nha. Và buổi chiều này thì cũng khoảng gần 5 giờ cô chú, các cô chú anh chị công nhân đi làm cũng chuẩn bị về. Đây là khu vực mặt trước của khu resort cô chú. Ở đây thì có khu dạng phòng building. Quang cảnh đây là nằm trên đường chính luôn nha. Ở đây thì mới nãy em vào thì có em thấy có khách này cô chú, khách ở Xuân Việt cũng khá là đông, giá phòng thì cũng rất là rẻ cô chú, bình dân thôi, bao rộm ăn sáng. Từ phòng thì khách thì trên khoảng 30 khách thì mình có buffet, còn dưới 30 khách thì mình gọi món theo menu của thực đơn của resort nha. Đây, ở khu phía bên tay phải của em là chốt bảo vệ nè. Khu resort được thiết kế cũng rất là đẹp cô chú, có nhà hàng, hồ bơi. Ở khu vực mặt trước nè, ở ngoài sân ở đây là trồng những cây kiểng cũng đẹp lắm nha, bãi đậu xe đó. Có quán cà phê ở khu vực ở phía gần mé biển luôn cô chú, đặc biệt là có bãi biển luôn nha, bãi tắm. Bãi tắm mùa này thì ở khu vực đường Trần Hưng Đạo thì rất là vui nha cô chú. Đó, bác mới nhận phòng xong nè, cô chú mới đi lượt vào với em và vào Xuân Việt để nhận phòng á. Rồi, em kính mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân em để đi vào bên trong sảnh chính khu vực lễ tân nha. Ở đây thì với thiết kế rất là đẹp và bắt mắt, gần trung tâm luôn cô chú, cô chú anh chị và các bạn mình cách chừng 800m thôi, 800m, 700-800m là tới Xuân Việt Resort rồi. Cô chú chị và các bạn mình có đặt phòng hay đặt tour liên hệ với em qua số Zalo 0944 633 911 hoặc 098 777 7433 để em đặt phòng, đặt tour cho cô chú chị và các bạn mình có giá cả rẻ và hợp lý nhất nha. Và có rất là nhiều ưu đãi ở bên em. Em chuyên book phòng, book tour và xe, vé tàu, vé máy bay luôn, tất tần tật luôn cô chú. Đây là khu vực sảnh chính để
tăng, cô chính chị các bạn cũng thấy cực kỳ rộng nha. Đó, thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Ở đây là khu vực bàn ghế mình để chờ nha, chờ cô chú khách ngồi chờ nhận phòng. Mình đi hướng này hả chị anh? Dạ. Đây là cô chú. Ở đây được thiết kế những dạng phòng building đó, ở chặn giữa, ở hai bên nhìn rất là đẹp luôn nha. Chặn giữa có trồng những cây xanh, cây kiểng và lót những cỏ, cỏ nhân tạo cô chú. Nhìn rất là đẹp. Lầu 2 phòng bên em có 2 phòng bên phải là hướng biển này, bên trái là hướng vườn này. Dạ. Phòng 205 và 210 anh có người mở cửa cho mình liền đấy. Vậy ha. Dạ. Lầu 2. Lầu 2 để 205 và 210. Dạ, em cảm ơn. Cô chú. Em đã vào thang máy rồi nha. Tên lầu 2. Đó, ra rồi nha. Phòng 205 và 210. Đâu ta? Rất là rộng luôn. Phòng này là view biển là giá nhiêu anh? View biển này giá là 900 một đêm cho hai khách bao gồm ăn sáng luôn. Dạ. Yeah. Rồi, em kính mời cô chính chị và các bạn mình cùng vào bên trong phòng có view biển cực đẹp nha. Tại Xuyên Việt Resort. Đó, phòng này là giường đôi cô chú. Giường này khoảng 1m6 hả anh? Mỗi giường 1m2 ạ. 1m2 á. Dạ. Đó, cô chú. Em có phòng bơi lớn ở dưới luôn nha. Dạ. Yeah. Cái ở bãi biển này ở phía dưới mình tắm được không anh? Bãi biển trực tiếp ở bên thì hơi nhiều đá chút. Nhiều đá mà vẫn tắm được ha. Ai ai muốn tắm tắm. Qua kế bên. Đó cô chú. Dạ. Đây nè cô chú, có hồ bơi. Ở dưới thì có cây, những cây xanh dừa đồ tạo nên một vẻ đẹp. Rất là ở trên đó là mỗi lần mình ở đó mình làm cái gì anh? Đấy là nhà hàng của mình ăn sáng ở đấy đó. Ở phía trên hả anh? Đó không, ở bên dưới ạ. Ở bên dưới trên, ha. Bên trên này chỉ là cái tầng để công nhận. Dạ. Đó cô chú. Ở đây thì mình có bàn ghế có view ngắm biển nha, rất là đẹp. Và buổi chiều thì mình ngắm hoàng hôn. Đó. Phòng này thì có giá hiện tại là 900 đã bao gồm ăn sáng nha cô chú, dành cho hai người lớn. Cái này là một trẻ nhỏ dưới 6 tuổi ha anh? Hai trẻ nhỏ luôn. Dạ, là 900 ngàn nha cô chú. Phòng thì đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết. Có bàn trang điểm, bàn làm việc nè. Có tủ mát, tủ lạnh, tủ đồ. Ở đây thì có toilet, nhà vệ sinh. Để em quay cho cô chính chị và các bạn xem nha. Phòng này là phòng hướng biển nha cô chú. Hướng biển là 900. Em cảm ơn nha anh. Tiếp theo phòng 210 lên đây, phòng hướng biển thì mắc hơn 200 ngàn phải không anh?
cái nào thì mình cũng có cái lợi ích riêng. Cô chú ở hướng biển thì mình ngắm hoàng hôn, còn ở hướng vườn thì mình ngắm bình minh vào buổi sáng. Mình ngắm xe cộ đồ chạy cũng rất là thích luôn á. Đây phòng này thì có giá hiện tại là 700.000 cô chú, hai giường. Ở đây thì có view tầm nhìn ra hướng lộ nha cô chú. Buổi chiều thì ở đây mình ở lên tầng trên này nè cô chú, mình ra ban công mình ngắm xe chạy qua lại. Phòng này thì có giá hiện tại là 700. 700 đã bao gồm ăn sáng dành cho hai người lớn và hai trẻ nhỏ luôn cô chú, cũng như phòng ở hướng biển thôi. Đầy đủ tất cả các tiện nghi hết. Nè, nhưng giá thì là 700.000. Rồi thì em sẽ tiếp tục quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nữa nha. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh cô chú. Phòng bên em là phòng cái gia đình ở trên, nhưng mà hiện tại là đang hết cái phòng đấy, phòng đấy là rộng 55 m2. Cái đó là full hết ha? Dạ, rộng nó rộng gấp đôi phòng này luôn. Dạ, có thể ở từ 3 đến 4 khách. Dạ, dạ. À, như em báo rồi đó, là 1 triệu 3 4 khách 4 bên sáng. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn nha anh. Dạ. Và bây giờ em xuống, em quay nhà hàng. Quay nhà hàng, quay hồ bơi cho cô chính chị các bạn mình cùng xem nha. Cô chú. Phòng gia đình thì có 4 người cô chú, nhưng full hết này. Em đi thang bộ xuống này, hôm nay đi thang máy này, bây giờ em đi bộ, đi thang bộ. Tới chưa ta? Tới rồi. Em tiếp tục nha, tiếp tục để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn những hình ảnh, những video về khu nghỉ dưỡng Xuân Việt nha. Xuân Việt thì có nhà hàng cô chú, đầy đủ hết. Giờ này phá ai ta. Nhà hàng này cô chú. Nhà hàng thì phục vụ vào buổi sáng, các món ăn và buffet vào buổi sáng. Phá rồi. Phải có anh kia. Kêu anh kia mở và cho em vào bên trong quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem. Em cái nhà hàng khác cửa rồi hả anh? Vâng, ở nhà hàng bên em thì mở buffet buổi sáng, thế buổi chiều bên em đóng cửa. Em tính xin vô quay. Mình xuống hồ bơi thì mình xuống bên tay phải, đi xuống hết cầu thang ở hồ bơi. Dạ, dạ, em cảm ơn. Em tính xin vô quay nhà hàng. Dạ, chắc là bảo vệ giữ khóa cho em. Dạ, 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 em cảm ơn nha. Rồi, em sẽ đi xuống hồ bơi vào bãi biển nha. Nhà hàng thì phục vụ buổi sáng thôi cô chú. Bình thường buổi chiều và tối thì khách mình ít ăn ở bên trong resort lắm, ra ngoài và đi ăn và ngắm cảnh đi này kia thôi. Đó.
đây là khu vực hồ bơi và là một quầy bar, coffee, quán cà phê luôn nha. Đó. Đây là một quán cà phê có view ngắm biển rất là đẹp luôn cô chú. Kế bên là một bãi biển công cộng. À, kế bên luôn. Được bố trí bàn ghế này kia cho khách ra đây ngồi thư giãn ngắm cảnh. Mình cực thích nha. À, kế bên luôn nè cô chú. Có cặp bên một bức tường thôi. Là một bãi biển công cộng. Đó. Xuân Việt Resort thì sở hữu tất cả là 70 phòng. Với không gian thì phòng rất là rộng. Có hồ bơi ngoài trời, bãi biển. Bãi biển thì ở khu vực này thì có đá cô chú, có những rành đá. Khách mình tắm thì vẫn được, nhưng thường thường thì đi qua phía bên cặp bãi biển bên Sài Gòn Phú Quốc á. Phòng dành cho gia đình thì 4 người là 1.300.000 một đêm, đã bao gồm ăn sáng hết luôn nha cô chú. 1.300.000. Ở đây thì có hồ nước ở phía bên trong nè, hồ bơi mini. Mình rất là thích nha. Ở phía bên trên thì có khu vực toilet, nhà vệ sinh, phòng thay đồ. Phong cảnh buổi chiều rất là đẹp. Ở phía kế bên là khu vực nhà hàng Xuân Việt nha. Đây là hồ bơi của resort Xuân Việt của chú. Bơi thì có bố trí những cái dựa để cho khách mình tắm xong rồi lên thư giãn ngắm cảnh cô chú. Rồi em sẽ tiếp tục quay ở khu vực phía bãi biển kế bên cho cô chú chị và các bạn mình xem nha. Các cô chú tắm ở khu vực phía gần bên này đi về cô chú. Tiếp tục quay cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem đến nha. Khách ở Xuân Việt thì em thấy nãy giờ đông lắm cô chú. Ở những phòng mà gia đình 4 người á thì full hết là đông nha. Ở đây là khu vực phía dưới. Phía dưới bờ kè của khu resort Xuân Việt nè cô chú. Ra đây mình chụp hình cũng rất là êm nha. Đó, mà có những rành đá. Mình
tắm biển lên thì ở khu vực này thì có khu vực xả lại nước ngọt của chú. Đây đi kế bên là có bãi biển gần sát một bên luôn cô chú, bãi biển công cộng. Lội sát một bên là có bãi biển nha cô chú, bãi biển này mình tắm vô tư luôn, bãi biển công cộng á. Ở đây thì có những hàng dừa, có những bung ở khu resort Sài Gòn Phú Quốc cô chú, mà khúc này thì không có khách gì ở lắm. Khách ở bên Xuân Việt và resort Xuân Việt thì qua dài dài ở bãi biển khu vực phía này tắm nè cô chú. Bãi biển mùa này ở đường Trần Hưng Đạo thì rất là đẹp nha. Nước biển trong, sóng êm lắm cô chú. Giờ này thì cũng 5 giờ mấy rồi, khách thì tắm cũng về hết rồi cô chú. Bầu trời thì làm như muốn chuyển mưa hay sao á. Rồi giờ video em cũng đã dài, cô chính chịu các bạn xem video em thấy hay ha, cho em xin một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Đó buổi chiều mọi người đi tản bộ, tập thể dục và đi tắm biển á cô chú. Giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chính chịu các bạn vào một video sau nha. Cô chính chịu các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nha.